kênh YouTube Đám Cưới Xứ Mường. Camera Thiên Phú xin tin chúc cho cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Thiên Phú. Chúc quý vị xem video vui vẻ.
thành nhất đến toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúc mừng chào đón và đón nhận xin mời. Họ đã chính thức xin phép hai bên gia đình trở về với tư gia hạnh phúc của gia đình nhà trai để thực hiện nghi lễ dân hương. Trước là để chào hỏi mẹ cha, sau là ghi nhớ ông bà tổ tiên. Ngày hôm nay đã chính thức thêm một thành viên thắp hương để kính chuyện nên duyên vợ chồng. Và khoảnh khắc yêu thương này, đôi con trẻ của chúng ta đã chính thức hiện diện trong vòng tay yêu thương của toàn thể quý vị. Một lần nữa, những chào hỏi tay thật lớn và nhiệt tình của quý vị để tô điểm thêm cho sắc màu tình yêu và hạnh phúc trăm năm của đôi con trẻ. Xin mời quý vị vỗ tay đi ạ. Trên kênh YouTube Đám Cưới Xứ Mường, Camera Thiên Phú
cập nhật những video mới nhất từ Camera Thiên Phú. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Đã không quản ngại đường xá xa xôi, với chút thời gian và ngọc của mình được trở về tham dự chương trình đại lễ ngày hôm nay, góp phần cho chương trình của chúng tôi và toàn thể quý vị ngày hôm nay được diễn ra thành công và trọn vẹn. Qua đây một lần nữa xin được kính chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình chúng ta ngàn đời luôn được keo sơn và gắn bó. Kính chúc cho quân đội và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.